Xin chào quý vị các bạn. Trên tay mình là bảng main của Viber B1 MA40. Và đây là phần khay SIM của Viber B1 MA40. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến khay SIM của Viber B1 MA40, không nhận SIM, chập chờn lúc được lúc không, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động khao khát.vn. Chúng tôi có sẵn phần khay SIM này để mới với các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024-66-750-99. Kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với các bạn. Phần khay SIM thì rất là khó hỏng, nhưng khi chúng ta sử dụng không đúng SIM, chúng ta đút vào và chúng ta kéo ra làm các cái chân tiếp xúc đồng nó bị gãy lỗi, làm cho máy không nhận SIM. Đó, cái phần chân đồng là vàng này. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới khay SIM của Viber B1 MA40, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024-66-750-99. Kỹ thuật viên tại Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.